Đây là những chiếc thuyền tại đảo Phú Quý, giữa biển cả mênh mông rất đẹp. Hôm nay mình giới thiệu các bạn tour về đảo Phú Quý, và đây là cái video mình đang quay ở bờ kè biển ở xã Ngũ Phụng. Trời đang đổ mưa. Đây là nhà của người dân ở huyện đảo Phú Quý. Đây là những mái nhà, người ta gọi là mái nhà cấp 4, mái nhà xưa hai vòng chữ V. Đây là bờ kè, vừa có đường D bên trên và đường bên dưới rất là rộng, thông thoáng. Người dân ở đây sống rất là chan hòa và rất là dễ mến. Cuộc sống ở đây cũng rất là yên bình đảm bảo các bạn. Đây là phía xa các bạn thấy là cái trụ gió điện và đài truyền hình. Đó. Những tiết ghe câu này thì dài khoảng 7 đến 8 mét, 7 mét đến khoảng 12 mét. Đây là anh em đang đi đánh bắt cá các bạn. Đó. Khi biển động là anh em không đi biển xa thì vét lưới đi đánh bắt cá như thế này để về cho bữa ăn của gia đình. Còn rất là đơn giản thôi các bạn. Và đây là những chiếc này thì gắn 2 LM là 2 QM, 3 QM các bạn. Rất là phù hợp ở biển đảo. Trời đang động các bạn, trời vùng biển này thì đang động nên thành ra là tàu bè không đậu ở hướng này nhiều mà sẽ di chuyển qua ở cánh bên kia, đi về phía sau hoặc là đi đi xuống hướng dưới này và quanh và ở cảng để vòng dây cảng đậu nơi trú bão gió. Bà con thì cũng đi biển. Đây các bạn, một chiếc tàu vừa đánh bắt hải sản về. Bờ kè rất là cao các bạn, rất là cao, phải nói là rất là chắc chắn ở cho một biển đảo như này. Từ đây đi xuống đó cũng khoảng 35-40 mét. Mình làm cái video để giới thiệu quý vị và các bạn bốn vùng để biết cái vùng đảo này. Bây giờ khách du lịch đi ra tham quan và nghỉ dưỡng rất là nhiều, rất là nhiều. Đây là các bạn, đây là chiếc mồi nhậu về nhậu nha. Đây các bạn, đây là những tấm lưới các bạn, mà đây là cái sọt đựng cá. Đó, bắt cá xong là bộ này chiều là có mồi nhậu rồi. Chiều về nhậu không? Dạ. Chiều có về cái dạo ra. Đây là các anh em ở gần nhà, gần nhà của mình ở ngoài đảo Phú Quý. Đó. Và anh em khi không đi biển thì sẽ đem lưới ra để kiếm mồi nhậu và cho vợ con có cá để kho canh chua. Chúng ta đợi thì chiều nay thêm thế nào các bạn. Đó các bạn
anh em đang vác lưới xuống biển các bạn. Công việc rất là bình dị. Và chúng ta vào đây thì rất là bình yên các bạn. Rất là bình yên. Đây là một cái miếu thờ. Đằng này là đây một cái miếu thờ ở vùng quê người ta gọi là thiếu miếu ông. Cũng rất là linh thiêng các bạn. Ok, mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Giới thiệu đây là một vài cái thúng nữa đây. Cái đó ngoài đảo người ta gọi là những cái thúng tròn. À, cái thúng tròn nó đường kính khoảng tầm 2,5 mét rồi 3 mét có, 2 mét có. À, ở trong là bằng nan tre, nó bọc composite nhựa các bạn. Người ta ngồi ta để mỗi lần đi biển là người ta sẽ bơi ra rồi người ta chờ vào thuyền ta đậu cách bờ khoảng vài trăm mét thì ta dùng cái phương tiện này để đi lại các bạn, đưa cá mực, đưa nhiên liệu. Rất là cao, cái bậc kè rất là cao. Kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và chúc em một ngày thật là vui.